nắm công an có bắt cóc diễm my như nhóm người ở tỉnh thất bồng lai vu khống thưa quý vị trong khi lê thanh nhất nguyên tố cáo công an huyện đức hòa bắt cóc diễm my thì cha mẹ cô khẳng định công an đã giao con gái cho gia đình mặc dù kháng cáo kêu oan nhưng bị cáo lê tùng vân lại vắng mặt tại phiên xét xử sáng nay 2 tháng 11 tuy nhiên phiên tòa vẫn được tiếp tục trong phần làm thủ tục vẫn giữ nguyên lời khai như tại phiên sơ thẩm, các bị cáo Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi đều khai mình không có cha mẹ. Do bị cáo Cao Thị Cúc sức khỏe yếu nên luật sư đề nghị cho xét xử vắng mặt. Bị cáo Cúc cũng trình bày mình bị bệnh rất yếu và không thể tham dự phiên tòa. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã đồng ý cho bị cáo Cúc vắng mặt tại phiên tòa. Sau khi nghe hội đồng xét xử công bố bản án sơ thẩm các bị cáo Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Trung Dương đều khẳng định không thực hiện như quy kết của bản án sơ thẩm và đề nghị hội đồng xét xử tuyên các bị cáo vô tội, trả tự do cho các bị cáo. Trước lời phủ nhận này của các bị cáo, hội đồng xét xử đã trình chiếu đoạn video được quay vào ngày 12 tháng 12 2019 mà các nhóm bị cáo quay lại vu khống công an huyện Đức Hòa bắt cóc võ thị Diệm My đánh đập các bị cáo. Trong video có tiếng hô lớn, công an bắt cóc, công an bắt cóc người. Kết quả giám định xác định dầm nói này là của bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên. Khi hội đồng xét xử đặt câu hỏi có nhận ra dầm nói trong video hay không, bị cáo Nhất Nguyên không trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ trả lời chung chung. Đây là video không phải do tôi đăng tải, người ta có nhiều chiêu trò cắt ghép nên tôi không trả lời. Bị cáo Nhất Nguyên cũng cho rằng kết quả giám định không chính xác. Bị cáo cũng cho rằng thời điểm này xảy ra một vụ mất tích tại công an huyện nên bị cáo quay lại để làm bằng chứng. Nhất Nguyên khẳng định công an huyện Đức Hòa bắt cóc Diệm My. Trong video có hình ảnh của bị cáo Lê Tùng Vân nằm ra ghế đá la lối nhưng tất cả các bị cáo đều trả lời không biết là ai. Tôi không phải là người quay, đăng tải nên tôi không dám xác định đó là ai. Các bị cáo đều có một câu trả lời giống nhau. Đại diện Công an huyện Đức Hòa xác nhận video này được quay tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa và được tung lên mạng xã hội gây ảnh hưởng xấu xúc phạm tới cơ quan công an. Có mặt tại tòa, cha mẹ của Võ Thị Diễm My khẳng định ngày 12 tháng 12 2019, công an huyện Đức Hòa có mời tới trụ sở làm việc và sau đó giao lại Diễm My cho gia đình, chứ không phải bắt cóc như nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai vu khống. Tỉnh Thất Bồng Lai quyết không nhận kết quả giám định ADN vì cho rằng kết quả không chính xác. Mến chào quý khán giả của kênh Bản tin online. Trước vụ việc cơ quan chức năng tấm đạt kết quả giám định ADN của 28 người trong tỉnh Thất Bồng Lai, nhưng về phía ông Lê Tùng Vân cũng như toàn bộ người trong tỉnh Thất Bồng Lai nhất quyết đóng cửa một hay không chịu nhận kết quả giám định. Lý do tại sao ông Lê Tùng Vân lại một mực không chịu nhận kết quả này thì xin thưa với quý vị. Trước đó, cuối năm 2020, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai bị xét nghiệm ADN khi Hoàng Nguyên, một đại diện của cơ sở này cho biết, được lấy mẫu máu cũng như dịch ở mũi và miệng để xét nghiệm COVID. Đến cuối năm 2021, Hoàng Nguyên khẳng định người tỉnh thất chưa từng trải qua một cuộc xét nghiệm ADN nào theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện huyết thống liên quan mà mạng xã hội đã lan truyền. Anh ta cũng khẳng định những người của tình thất đứng tên giấy khai sinh của trẻ là bình thường để các cháu có thể đi học sau này chứ hoàn toàn không có ai làm mẹ của đứa trẻ nào hết. Trước nữa, khi được CEO Nguyễn Phương Hằng đưa ra lời mời thực hiện xét nghiệm để chứng minh mối quan hệ huyết thống, ông Nhất Nguyên, tu sĩ tại cơ sở này cũng khẳng định nếu xét nghiệm ADN chỉ để lấy 20 tỷ là nhục nhã cho cuộc đời tu học. Rõ ràng phía tỉnh thất bồng lai rất sợ việc bị xét nghiệm và bằng mọi cách để tránh làm xét nghiệm adn thế nên khi cơ quan an ninh điều tra tiến hành lấy mẫu adn theo đúng quy trình thì những người ở tỉnh thất bồng lai liên tục chống đối thậm chí phía các luật sư bảo vệ ta am này cũng tìm đủ mọi cách vạch đủ mọi lý do cũng như bịa chuyện để xuyên tạc kích động nhiều thanh phân quân tính vào chấm phá để chạy tội cho cơ sở lừa đảo giả tu này Vậy cho nên, nhất quyết không mở cửa nhận kết quả. Bởi hơn ai hết, bản thân ông Lê Tùng Vân cũng như những người sống trong tà am biết chắc mười mươi sự thật trong quan hệ huyết thống ở nơi này và biết trước kết quả giám định sẽ như thế nào. Việc mở cửa nhận kết quả chẳng khác nào là đã thừa nhận tội danh loạn luân của mình. Nên cố tình không nhận để các ekip luật sư vẫn còn cớ để biện minh bao che, cổ suý, kích động cho các phần tử phản động lam loạn bảo vệ cho ổ đầm tà am này. Điều này cũng đã hiện hiện ngay trước mắt, vì không cầm được bản kết luận cho Lê Tùng Vân cung cấp, thế nên mới đây nhóm ekip luật sư tỉnh Thấp Bồng Lai đã vạch lá tìm sâu điều hướng dư luận hiểu sai về bản kết quả với hai lý lẽ như sau. Thứ nhất, trong thông báo của báo chí, kết quả giám định ADN là 28 người, nhưng trong ngày thu thập mẫu, một người đã vắng mặt. Vậy mẫu ADN của người này đã lấy hay chưa? Lấy bằng cách nào? Tại sao chỉ thu thập 27 người mà hôm nay công bố kết quả của 28 người? Thứ hai, nhóm ekip ta cho rằng, trong ngày 24 tháng 9, thu thập mẫu của 10 chú tiểu. Tuy nhiên, theo lời kể của nhóm người sống tại đây, thì những người giám hộ của những chú tiểu không được hỏi ý kiến và cũng không được tham gia vào quá trình lấy mẫu của 10 chú tiểu. Luật sư tỉnh Thất Bồng Lai đặt ra câu hỏi Vậy làm sao người thu thập mẫu biết được danh tính của những chú tiểu sống tại đây khi chúng đeo cạo đầu và mặc áo tu? Thì thưa quý vị, nếu quý vị còn nhớ, vào đầu năm 2022, trên các trang báo chính thống đã từng đưa tin Công an Long An, ADN của Lê Tùng Vân trung với ADN của một số đứa bé ở tỉnh Thất Bồng Lai. Một cán bộ công an tỉnh Lâm An cũng cho biết trên tờ Công an Nhân dân, bước đầu xác định ADN của ông Lê Tùng Vân trùng với ADN của một số đứa bé được nuôi dưỡng ở tỉnh Thấp Bồng Lai và mẹ của các bé cũng ở cùng. Vậy là, trước lần xét nghiệm ADN chính thức, thì phía cơ quan chức năng bằng cách nào đó đã xác định được ADN của ông Lê Tùng Vân và một số đứa bé ở tỉnh Thấp Bồng Lai là trung khớp. Có nghĩa là Trước đó, cơ quan điều tra đã có những bước thăm dò về mối quan hệ huyết thống ở đồng tà am này rồi. Tuy nhiên, để bảo đảm tính chính xác về kết quả cũng như thực hiện đúng quy trình, cơ quan an ninh điều tra đã chính thức lấy mẫu xét nghiệm ADN của những người trong tỉnh Thất Bồng Lai. Vậy nên, kết quả lần này là sự khẳng định chắc nịch cho những lần thăm dò trước. Và thưa quý vị, một khi cơ quan an ninh điều tra vào cuộc bằng các nghiệp vụ chuyên môn, cơ quan chức năng đã nắm hết mọi thông tin và làm hồ sơ điều tra từng chi tiết, từng ngóc ngách của vụ án trong suốt một thời gian dài, thì không có lý do gì mà những người thu thập mẫu không biết được danh tính của các chú tiểu sống tại đây dù đều cạo đầu và mặc áo tù. Vậy nên, những lý lẽ phía nhóm luật sư bao che cho tỉnh Thấp Bồng Lai chỉ là những cái cớ viện ra nhằm bằng cách này hay cách khác phủ nhận kết quả bác bỏ sự thật mười mươi về quan hệ huyết thống châm chéo chằng chịt ở ổ loạn luân này và bạn tên nó lại tự hỏi nhóm luật sư này liệu có thật sự có chuyên môn hay không hay là cãi cùng, cãi cố, cãi bất chấp đúng sai, cãi không cần lý lẽ để lôi kéo một bộ phận quân tính quá kích cũng như lực lượng phản đập vào cuộc nhập chạy tội cho ông nội Lê Tùng Vân cũng như ổ đầm tà am Thiết nghĩ với trình độ này của ekip luật sư tỉnh Thất Bồng Lai thì không rõ các vị là đang bảo vệ cho thân chủ hay ngược lại đẩy thân chủ lên mức kịch khung trong phiên tòa xét xử sắp tới đây. Hiện nay, Công an tỉnh la An đang xem xét khởi tố hai tội danh loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì quyết định khởi tố sẽ sớm diễn ra. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong thời gian tới. Hy vọng mọi sự việc liên quan đến đồng giả sư này sẽ được giải quyết gọn ghẽ trong năm 2022.